Nên hôm nay xin chào cả nhà. Các bạn mình mới khởi hành đi giăng lưới cả nhà. Giăng lưới rồi không biết có gì không đây. Này đi từ Vũ. Nãy giờ đặt thú chưa về cả nhà. Trời, cá đuối nó chạy luôn kìa. Cá nhỏ làm gì cũng phải có cá bự mà. Hết hồn cả luôn kìa. Quýnh đây dọc qua đó hả? Sâu không? Đi sâu không? Lòng lạch nó sâu. Lòng lạch sâu lắm. Lần lần vòng vòng qua bên đó vậy đó. Sạn lưới ra quấn lưới này lưới độ à mới thấy à hay là kéo cái miếng đó nó lại tốt này bắt đầu bắt bộ lưới đại ra là nó chìm xuống hả nước còn chảy ra anh Tư ơi chạy ra mình lắm á quýnh đại như lưới kia vậy đó Vũ ừ rồi quýnh ra nó rớt xuống hà nó chìm hà ồ ồ cá nó chạy kìa không biết cá bự không chứ quá trời cá luôn kìa hết hồn luôn kìa chạy kìa nó quýnh nổi lậu này lậu quýnh nổi quá trời cá luôn không biết dính không đây sợ cá nhỏ nó lọt lên từ cá nhỏ sợ nó lọt á lọt cái này thưa rồi bắt cá bự không à cũng có một cái con cá bự nhỏ không có cái gì quá trời cá con luôn rồi quá trời cá luôn rồi không biết dính không đây thôi rồi có giật lưới rồi giật lưới à trổ luôn rồi cỏ giật lưới rồi ôi hai con luôn cỏ lý rồi cá gì cá cháo hả cháo cái đâu dính cá cháo được một con đầu tiên rồi có lại đây nè không nhảy ra đâu sợ một con cá cháo hai ba con trước kìa bay lên bãi luôn rồi bay lên cồn rồi dính lên cồn rồi cá gì hai cá đấu luôn dính bay lên cồn luôn được hai con nữa rồi cá lâu vô trà luôn rồi cá gì có chú bé thì cũng dính nữa rồi thả luôn cá lâu vô nhánh trà rồi nhánh trà rồi chìm phao là tại dướng trà đó thì nữa rồi lưới này dính cá khủng chứ không có đâu quá
Nó dính có hai con nó tiêu rồi người. Bỏ ra ngoài luôn rồi nhúng rồi. Không đủ ăn quá. Ủa sao lưới chìm hết trơn rồi mà sao được có dọn đóng vậy hết trơn rồi. Hai ba lớp luôn rồi. Lưới nhà tập lưới nhà rồi. Đến cái góc nó lùa vô tròn hai ba lớp luôn rồi. Ai vậy quá trời luôn một cái con không à. Hết hòn cá luôn rồi, cá nhỏ không? Ba con dính chùm luôn. Ủa, ba con này khủng nha, ba con này bự nha. Cá bự à. Quay à. Hai con nữa. Wow, cá ú luôn. Hai con luôn kìa, dưới con nữa kìa, bỏ con nó qua bên. Kéo con dưới lên luôn. Đó, hai con luôn kìa, đó, hai con cá chản nữa kìa. Ơi. Rồi, chảy máu luôn. Cá nó quật. Cá hồi đó cũng cứng. Bự ông ơi, bự giở đại lên ừ, hỏng giò luôn đó. Thôi. Kìa, đằng đó con nữa kìa. Cái chỗ đó nó téo luôn nãy á, téo lên lúc mà kia mới hết á. Sải luôn. Qua ừ. Hỏi bê vậy trời. Đứng cả bê chứ. Đó, được con nữa kìa. Con nó hơi nhỏ rồi. Con dưới kìa. Con dưới mới bự kìa. Cà lãng ở dưới kìa. Ô, lội kìa. Cá giật chỗ này đổ tiêu gì vậy? Ôi, giải đơn chứ đại lên. Trong sông mà cũng dính góc nữa. Được một con nữa rồi. Được một con cá khủng nữa rồi. Làm gì cũng kiếm đủ ăn được mà. Đó, dưới kìa cá gì. Ôi cá chét. Con ở trước nữa kìa, con trước nữa kìa. Dạ. Ôi. Đây có cá mồi nữa. Cá này coi lại. Quá trời bầy cá được trước rồi kìa. Bầy luôn kìa. Trời ơi, kìa. Trắng luôn rồi. Trời ơi, cá đói nó bự kìa. Xui hả? Cá đói. Cá gì dính nhóc ở đây vậy? Cá ơi, cá đói, cá mồi, cá gì ôi. Rồi chắc này nước nó tu xuống rồi, tréo lớn luôn rồi. Cá gì dưới trắng tươi nữa vậy? Sắp phải dắt giềng luôn quá. Mồi không à? Cá đói.
đói nó mất tiêu đây rồi. Rồi mình về tới nhà nha anh. Thành quả của anh em được nhiêu đây? Vũ bắt cá vô Vũ. Bắt cá vô vỏ. Chối nắng quá trời. Thì văng lưới về giờ bên con mồi cá giao cho bà xã mà. Cá có cà nữa. Giờ rồi. Họ nghỉ hết rồi. Thì ốp cá là to. Chị thổi cho nó thơm. Còn nó nướng thì giao cho người nghỉ. Hồi nãy em đi lấy lú về. Có lạc, có cà. Hành vô. Con lạc nó có hành nhé. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm chiều. Cá khô cà. Cá khô cà. Cá khô cà cả nhà ơi. Cá béo. Cá thởi luôn. Làm đi. Cho phi hả? Cho lúc phi hả? Vô. Thôi vô, vô quyện đi. Mời cả nhà. Rồi, mời nhà. Làm vô đi, mắm cho nó mắm rồi. Đã không, đã không? Sao mỏ chú dữ vậy? Cổ. Hả? Ngóng, ngóng. Hàm chứ bộ. Nó trổ mấy con bự bự không á? Ừ, trổ mấy con bành bành luôn. Trổ chắc có bùi. Chứ lưới đó mà có bự gì hết. Này thợ làm mà bỏ cho làm đi văng lưới. Rồi cả nhà nó không đi săn bắt rồi. Rồi với công chuyện còn lu bu nữa, không có đi săn bắt nữa nha. Đi nghịch nước. Bữa hai nghịch nước không? Ừ, bữa hai nước khác lại. Cá cho em ăn gấp ớt. Thương em. Vô. Nãy hay lạnh lạnh nhiều nó ly làm như nó im im. Vô tìm ly này chắc nó vừa. Mình về bà ly được rồi.
trong gì bể nó cá bé. Cá chạy gần gần nhưng mà con gái dính không được nhiều chứ. Có con nhiều quá. Cá mà dầu cũng nó bé cũng tới tay luôn. Con mặn gọt à. Mặn có nhiều cũng. Nhưng mà có lạ thì à. Cá nó có khô quá mấy con. Con lạ nó chanh ngon lắm. Nấu như nốt cá pha vậy đó. Ngon không á. Đi mấy giờ? Ừ. Hôm chỗ nó cũng 2 giờ, 1 giờ. 1 giờ. Hôm á? Thì 11, 12 giờ không chịu. Muốn trông 3 giờ sáng. Cá giờ nào cái béo, nó béo ha. Cục phụ lâu mới có chứ không phải có ấy đâu. Kiếm lắm á. Mà có đập của số 6 lắm rồi. Đập số 6 thông khá vậy. Cục 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 quá trời. Cái này mạnh mạnh. Bữa nào đi trọng câu. Hôm mình ấy đó. Phải không? Thôi giờ cũng muộn rồi. Chào cả nhà. Cả nhà giờ chào. Chào cả nhà.